Knong ngom long chnam pi puan na prampel, Asus ban prakash chay nil ultra sin gaming no bok moi, da min leng model Zephyrus GX701 moi. Da vi min rup riêng nâng kum ras dang, chum moi kum lang klang, hai ko tu ban ka kom tro yon chnam pi sum nai ne pra pra phong nai. Rahon ma dao chong chnam pi puan na prampel ni, Asus ban ban chay nil ultra sin gaming no bok dik ni, chum moi ka upgrade chay pi sơ pra chum non mon. Hai ni tang ok ni, prakash chay chong dang tha Asus ban dao khat da lưu tako sơ pra ni yang mai klang. Chân của mọi khách về với you, ta tạm nhận cả review từ ngọn kia. Này chỉ Asus Ultra Sin Gaming Notebook chấm non thôi. Em mình lấy model Zephyrus GX701GWR. Cũng không như đang chứng kết tham vì mình cầm lắng sói. Vì sao shop chung mình trở bàn rốt đời cầm lắng CPU chấm non tì phẩm buồn. Intel Core i7 9700A. Mình phẩm mối khóa nâng đập refresh. Rốt khả nông lợi bươn 2.1GHz nâng boost lạng đạo 4.5GHz. Ở mọc chỉ mùi RAM tổng hôn đọc vào mỗi chi DDR4 nâng storage chi vào phết SSD M.2 PCIe bươn lương 1 TB GPU cư NVIDIA RTX 1.7 miền VRAM 8G chân cầm lãng bất nít khuya sân để khăn chiến gaming desktop mùi chân nguồn ta hơi tờ lơ rút riêng sợ bật chân nguồn thông mây ní mình sẽ chỉ khóc nhìn chân mùi chân nguồn môn bởi màn tê đó Asus bằng bằng rịch miệt bị đập RAM in ta đập RAM bởi in chỉ mùi cầm rác 1.87cm nâng tổng ngôn 2.6kg ai sẽ bỏ hàng cái thua lăng bì lô hạ bởi nất chỉ mùi lại ảnh ảnh sạch chút nốt bài bỏ khám ai bỏ phê ôm nâng logo cầm nạc ROG rung lệch tự đoán phương bỏ khả hôm riêng sạch bằng tích đá đài logo này màn ảnh phạm đồ phương RGB bàn tại lơ ra chỉ nạ bọt kháng khăn ông mình khóc nhìn bì chùm nôn môn bởi màn tế đòi khi bọt nâng TouchPad trở bàn tập lệ mong kháng cầu nên lại sạp tay khăn lưu tử lý đâm bày bọc hiệp nghị suốt nông cao bằng chênh cùng đài. Keyboard chia bọc hết RGB per keys, rùm lệch tới đòi effect playing for chi tràn. Nhưng ai cực rộng mát đòi cảm thị Amoricred rồi bỏ Asus lại nằm lãng mọt sạp. Cả response key miền phiệp ra hát, còn tay công nghiệp key bị khí vi clay mạnh tệnh. Chẳng vì riêng bị bạc nông cao xong nay nằm bê quay ai cả xa, hỏi vì có bị bạc đỏ cỏ đầy phòng này. Tại lời TouchPad, miền phiếp nghi xua màn chi Automog, hai viên có đá tua chi NumPad phòng đài, để còn tại chút bụt tông hàng lớn này, chỉ mùi nâng phương bỏ gà hôm dân sắc áp. Nơi bị lời keyboard như nâng khơi miền con mồm vào lời ô cho lãng, đời con mồm vào nít đá tua nông ca bật dùm lên lên đồng bàn bằng thoi dùm lên. Cùng mình tên, hai viên có chỉ cả ạp đợt mây phòng đài đặt chân phía trên bọn chà. Nghĩa mà mới phát hành trong hiện kháng chuyến như nâng khơi miền rôn bằng chân shawl, rôn xạ thơm mô, rôn HDMI 2.0, rôn USB 7.2 Type-A chấm nôn mùi, rôn USB Type-C chấm nôn mùi. Hai dương có ai thuê cả display nâng xạ thơm mô chân vì rôn đi phong này. Trong cách cứ rôn OYO chi bởi phê Cambodia, anh nếu phát hành trong hiện kháng sát miền đồ chi rôn chạm sao, rôn bằng chân shawl, rôn USB 7.2 Type-C chấm nôn mùi. Trong cách cứ rôn USB 7.2 Type-A chấm nôn mùi. Đó xa, không chỉ tên ít miền cầm rạch đang, chẳng dương nâng mình khơi miền rôn lên nô tê. Tại mình thuấy, Asus ban đặt xa to bị USB từ lên mọc sạp nâng khả nông bỏ ọp. Cho lòng cắt ca thua tay cầm đại sức đông về sạch shop chung mùi ní, nửa lơ Cinebench CPU đồ bỏ lại thọc mùi ní từ tù ban bình tụ sở độc mùi bốn bì rồi chất sập rạm bầy, xâm rạp multi-core, rì ai single core vì từ tù ban bình tụ sở độc mùi rồi ca sập. Ai ca thua tế sẽ đông nở lỡ GPU RTX 1.7G, nở lỡ 3DMark Future Strike, vì tự tụ bàn bình tụ sử dụng mùi mến trong mùi bốn trong bầy rồi đập buồn. Bộ rùm nâng Unigine Heaven 4.0, vì tự tụ bàn bình tụ sử dụng bì bốn trong bầy rồi hàng sức buồn. Lỡ bình nít nhóm có bàn thua ca tế kẻ mùi chùm nguồn phong đá, đưa chỉ đô ta thu tự tụ bàn 1.87 frame, chùm mùi cầm rất ultra setting, PUBG tự tụ bàn 1.87 frame, Far Cry 5 New Dawn từ tổ bàn 86 frame, Rainbow Six từ tổ bàn 164 frame, Shadow of Tomb Raider từ tổ bàn 94 frame, game trong khác cứ CSGO từ tổ bàn frame cọp đỏ 287 frame. Chẳng rồi game này mình graphic thông thông cứ vì rắn smooth đôi chạc lành chẳng.
អ្វីដែលកាន់ពិសេសទៀតនោះគឺការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ពី screen របស់ laptop មួយនេះជាមួយទំហំ 17.3 inch វាមានកែមខ្លីជាប្រភេទ super narrow bezel អាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត Full HD ជា panel IPS បូករួមនឹង refresh rate មិនមែន120 134 240គឺ 300Hz បញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺ 300Hz និង response time 3 millisecond អ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យទៀតនោះគឺវាបានភ្ជាប់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា G-SYNC របស់ Nvidia គឺថា Nice ហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ការលេងហ្គេមរបស់យើងទាំងស្រុងមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីគឺកប់មែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាអេក្រង់ល្អមួយវាអាចបង្ហាញរូបភាពពណ៌បានច្បាស់ដិតល្អនិងត្រជាក់ភ្នែកមែនទែនជាមួយកម្រិត sRGB 100% មិនថាមើលពីចំហៀងឆ្វេងស្ដាំគឺវានៅតែរក្សា detail បានល្អលើពីនេះវាក៏មាន certification បញ្ជាក់ពី Pantone ផងដែរដែលនេះអាចបញ្ជាក់បានថាការបង្ហាញពណ៌គឺច្បាស់ល្អត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាទៅលើប្រព័ន្ធសំឡេង speaker មួយគូកម្លាំង 2.5 W នៅលើ laptop នេះវាអាចបញ្ចេញសំឡេងបានច្បាស់ល្អតែកម្រិតសាច់បុកបាសរៀងស្ទើរបន្តិចហើយនេះជាសំឡេងតែផ្ទាល់ចេញពី laptop មួយនេះជាតើស្ដាងអញ្ចឹងកម្លាំងក៏ខ្លាំងកប់ទៀតចោះទៅលើរឿងប្រព័ន្ធកម្ដៅយ៉ាងម៉េចដែរអូខេអញ្ចឹងរកពេលបើកម៉ាស៊ីនបាទខាងក្រោមនឹងហើបឡើងនេះហើយជាចំណុចគោលក្នុងការកាត់បន្ថយកម្ដៅចេញពី CPU និង GPU ដោយ Asus បានបញ្ជាក់ថាវាអាចធ្វើឲ្យ airflow ប្រសើរជាងមុន 22% ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺ Active Aerodynamic Systemដោយរកខ្យល់ដែលមានកម្ដៅវានឹងបំភាយចេញតាមរន្ធខ្យល់ធំៗទាំងពីរនៅពីក្រោយនិងពីរទៀតនៅចំហៀងឆ្វេងស្ដាំហើយបើតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលធ្វើការលេងហ្គេមជាប់គ្នារយៈពេលជាង2ម៉ោងទៀតនោះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាមិនសូវជាក្តៅខ្លាំងប៉ុន្មានទេកំពុះ keyboard ត្រូវបានរំកិលមកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាក្តៅត្រង់ចំណុចដាក់ដៃនោះទេថ្មនៅលើ laptop មួយនេះមានទំហំ 76 W មកប្រើប្រាស់ឆ្នាំងសាកកម្លាំង 230 W ជាស្ដាយដោយចាក់វីដេអូ YouTube កម្រិត 1080p និងលេងអ៊ីនធឺណិតវាអាចប្រមាណប្រហែល3ម៉ោងជាងដែរដោយទម្លាក់ពន្លឺអេក្រង់មកត្រឹម 50% បិទភ្លើង RGB នៅលើ keyboard និងបិទមុខងារ G-SYNC រីឯការលេងហ្គេមវិញវាប្រមាណដល់ជិត1ម៉ោងកន្លះដែរដោះសន្ទះបាត់ខាងក្រោមចេញយើងនឹងឃើញមានដែកត្រជាក់ដើម្បីបន្សាបកម្ដៅចំនួន5សរសៃនិងមាន slot សម្រាប់ការ upgrade RAM ផងដែរក្នុងនោះ Asus បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់ RAM បន្ថែមឡើងរហូតដល់ 32GB ហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយផងដែរដែលយើងមិនអាច upgrade អ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះសរុបមកបេសាយ Zephyrus ចំនួនថ្មីនេះវាត្រូវបាន Asus ដកខាត់ឲ្យមានចំណុចល្អច្រើននិងប្រសើរជាងមុនមិនថាលេង game design render 3D គឺវាអាចបំពេញតម្រូវការយើងបានទាំងអស់បូករួមនឹងអេក្រង់លោតដល់ 300Hz មានមុខងារ G-SYNC ទៀតនោះវាកាន់តែតាក់ចិត្តយើងកាន់តែខ្លាំងហើយទៅលើចំណុចខ្វះខាតនោះគឺវាគ្មានរន្ធ Thunderbolt និងកម្លាំងថ្មនៅមានកម្រិតហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់កុំព្យូទ័រដែលមានរាងស្ដើងជាមួយការផលិតបែប Premium និងកម្លាំងខ្លាំងទៀតនោះ Zephyrus អាចជាជម្រើសល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយតម្លៃ $2,499 ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកជាបានដែលមាននៅ Vintage Computer ទាំង3សាខាបូករួមនឹងការធានាច្បាស់លាស់ចេញពីក្រុមហ៊ុនរយៈពេល2ឆ្នាំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត